Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 12 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là phần dự báo thời tiết trong tỉnh. Những ngày gần đây, thời tiết tỉnh Quảng Ninh ít có sự biến động, phổ biến là kiểu tiết trời quang mây, tạnh ráo, trời rét về ban đêm và sáng sớm. Ban ngày trời lạnh mặc dù vẫn có nắng nhiều. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, hình thái thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì tại hầu khắp các khu vực trong tỉnh. Trên đất liền, hầu hết các nơi đều có gió nhẹ, nền nhiệt ở các địa phương miền Đông vẫn thấp hơn cả, với ngưỡng thấp nhất là 10 độ. Đem đến cảm giác rét buốt vào đêm và sáng sớm. Còn tại khu vực miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long, trời ấm áp hơn một chút, nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 11 đến 12 độ và cao nhất là 24 độ. Vì vậy, nếu quý vị cần ra ngoài vào buổi tối, đừng quên mặc áo khoác ấm để tránh bị nhiễm lạnh. Còn đối với vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, trời cũng phổ biến là quang mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 16 đến 22 độ. Thời tiết nhìn chung vẫn thuận lợi cho các hoạt động trên biển. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh từ phía Bắc bổ sung xuống nên vẫn duy trì trạng thái rét khô. Mức nhiệt thấp nhất đêm nay và sáng sớm mai phổ biến từ 11 cho đến 14 độ. Riêng khu vực vùng núi cao trên 1.000 mét nhiệt độ thấp hơn hẳn, có thể xuống dưới 6 độ, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người và vật nuôi. Sang ngày mai, nhiệt độ ở miền Bắc tăng nhanh, mức nhiệt cao nhất trưa chiều, dao động trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Lui xuống khu vực Bắc Trung Bộ, trong đêm nay và ngày mai trời cũng rét khô, ban ngày nhiệt độ cao nhất dao động từ 22 cho đến 25 độ, có nơi xấp xỉ 26 độ. Còn đối với các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây vào đêm và sáng, ngày có nắng gián đoạn và mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn, nên nhiệt độ ban ngày có xu hướng tăng nhẹ, ở Trung Trung Bộ phổ biến từ 24 cho đến 27 độ, khu vực Nam Trung Bộ từ 27 cho đến 30 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, trời phổ biến ít mưa. Trong ngày mai, hầu hết các nơi đều có nắng, nhiệt độ ở mức từ 25 cho đến 28 độ tại vùng cao Tây Nguyên và từ 28 cho đến 31 độ tại khu vực Nam Bộ. Ở trên biển, đêm nay và ngày mai, thời tiết ở hầu khắp các vùng biển nước ta vẫn chưa ổn định. Trên biển Đông cũng như vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đều có gió đông bắc, cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 5 mét. Trong khi các vùng biển phía Bắc phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa thoáng, thì khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa tiếp tục có mưa rào và dông, ảnh hưởng đến tầm nhìn của tàu thuyền khi lưu thông. Kết thúc bản tin dự báo thời tiết sẽ đa bảng nền nhiệt độ 3 ngày tới tại một số thành phố trên cả nước.